Ơ anh đây. Anh nghe chả. Ừ. Em có thích chơi với nó không? Nhưng mà em đứng ở đoạn ngoài này này. Nó không cắn được. Nhưng mà em phải đứng ở bên đoạn ngoài ấy. Nó con Riền có biết là trẻ con nên là nó không lấy được nha, nó không giàu đi nha. Tao làm gì mày lườm tao? Không phải đâu, ngứa ở ngoài mắt đi, cái bụng đỏ đỏ đi, ngứa ở ngoài mắt đi. Chơi cho quên. Đứng lên nào. Đi rồi kìa. Xoài đang làm trò gì đấy? Ui ngã rồi kìa. Quỳ cả. Được câu hay ốc cười quá.
đi, Hưng hát cái bài này đi. Chị ơi, trêu em nó khóc đấy. Ui, đấy, đấy, đấy chưa. Ui, 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 công nghệ đi vào nhau rồi. Có điều mà ủa một cửa cứng hai cứng cu tay vai mệt à, anh em mệt à. Bây giờ tay ồ được cúi xuống hai cứng sao cu tè. Ok anh em đi cho bác ngủ. Ôi, đây. Ôi, trời ơi. Ui ui chị chênh nước uống đi. Chị lớn ra đi em này, mẹ bỏ ra cho nó uống. Có ít vậy không đủ chia. Lấy em cứ uống này tôi đi. Uống đi tôi đi lấy tiếp. Đừng đừng đổ vậy. Em bị sạc đây. Nào xoài, xoài đánh đá cực nha. Bắp nó to vậy mà dãy xoài đã, dãy bắp ra không cho uống nước nào. Xong rồi cho em, cho anh xoài ngụm nữa. Ui, ui. Còn anh em nào uống không? Tự đi lấy một uống. Ho che mồm đi nha. Thấy chưa, thấy chưa? Để im, để im, nó làm trò cho xem. Ui, nghịch nước kìa. Kiến ơi, em nghịch nước, Kiến ơi. Đổ nước đấy đi. Bác đi chơi chó thế không? Bác đi chơi chó thế không? Bác ơi. Bác ơi em đi chơi chó thế không? Đi chơi chó tiếp đi. Chơi chó đi. Đây đây là bao cụ thủy. Điều kể của ốc chất lượng ngoan. Bao phụ thủy cứ chỗ chạy. À đù mày đi quay ra xem nào. Bí xanh mai ăn nhưng mà tối nay có cơm đâu mà ăn. Ui, cẩn thận xuyên vào người các em nha. Ba phù thủy. Nấu cơm đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.